Nguyễn Philip, mảnh ghép quan trọng của tuyển Việt Nam. Dù đã để thủng lưới 4 bàn ở trận đấu gặp Nhật Bản, nhưng thủ môn Nguyễn Philip chơi đạt yêu cầu và điều quan trọng là rất phù hợp với lối chơi mà ông Chelsea xây dựng. Ngay trong trận đấu ra mắt chính thức ở tuyển Việt Nam, thủ môn Nguyễn Philip đã gặp thử thách cực lớn khi đối đầu với tuyển Nhật Bản. Đội bóng đang sở hữu hàng công rất mạnh với 10 chiến thắng liên tiếp trước Asian Cup 2023, trong đó đánh bại Đức 4-1, thắng Thái Lan 5-0 và thắng Jordan 6-1. Gặp đối thủ mạnh như vậy, áp lực với Nguyễn Philip và hàng thủ tuyển Việt Nam là có, nhưng không phải là một thế trận bị dồn ép tới nghẹt thở. Thống kê cả trận, những chiến binh sao vàng giành quyền kiểm soát bóng 42%, đây là thông số chưa từng có trong quá khứ. Tuy nhiên thì việc đối đầu với đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản dẫn đến sai sót cá nhân là hoàn toàn dễ hiểu. Nguyễn Philip ít nhiều mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên. Đây là tình huống xảy ra ở phút thứ 10, thủ môn mang hai dòng máu Việt Cộng hòa Séc có pha băng ra đâm bóng không hợp lý. Tận dụng cơ hội này, Takumi Minamino đã sút tung lưới tuyển Việt Nam. Nếu như Nguyễn Philip có sự kết nối giữa các hậu vệ tốt hơn, anh có thể xử lý bóng một cách hợp lý và không quá nguy hiểm này. Nhưng chúng ta cũng khó để trách thủ môn sinh năm 92, vì anh chỉ có ít ngày tập luyện cùng tuyển Việt Nam, cụ thể là khoảng 2 tuần. Ngoài bàn thua này, Nguyễn Philip còn vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần nữa trong trận đấu, nhưng đó đều là những pha không thể cản phá. Những cú dứt điểm của Keito Nakamura có đẳng cấp cao, ngay cả những thủ môn hàng đầu thế giới cũng phải bó tay. Sau trận đấu thì việc Nguyễn Philip bị chấm điểm thấp và đặc biệt là xuất hiện những ý kiến so sánh giữa anh và Đặng Văn Lâm là chủ đề nóng. Tuy nhiên bản thân Nguyễn Philip, Chelsea hay các thành viên tuyển Việt Nam không quan tâm tới điều này. Ông Chelsea trước đó đã đưa ra nhận xét rằng đây là trận đấu đầu tiên của Nguyễn Philip cho đội tuyển Việt Nam. Tôi cảm nhận cậu ấy có đôi chút áp lực, tuy nhiên Philip đã chơi tốt, có 3 tình huống cứu thua quan trọng. Không chỉ cứu thua, cậu ấy còn nỗ lực hỗ trợ chuyến tên để kiểm soát bóng, đồng thời cho đối thủ thấy rằng Việt Nam không hề vội vàng, sợ hãi trước áp lực của họ. Với ông Chelsea, Nguyễn Philip như là mảnh ghép quan trọng trong lối chơi mà mình đang xây dựng cho tuyển Việt Nam. Khi đưa ra đánh giá về vai trò của từng vị trí, màn trình diễn trên sân hay những con số thống kê về kỹ thuật chính là câu trả lời. Cụ thể, Philip thực hiện 18 đường chuyền ngắn với tỷ lệ là 100%. Anh cũng có 4 đường chuyền thành công trong bối cảnh tuyển Việt Nam phải co cụm đội hình để chống đỡ các đợt tấn công của Nhật Bản. Khả năng chơi chân của Philip không phải quá xuất sắc, nhưng là người chơi hay nhất của V-League hiện tại, đủ để tuyển Việt Nam vận hành lối chơi chủ động từ phần sân nhà. Nó không quá khi Nguyễn Philip chính là mắt xích quan trọng nhất để tuyển Việt Nam giữ được cự ly đội hình, triển khai bóng một cách bài bản, bình tĩnh thay vì chỉ phát bóng lên phía trên. Mặc dù chúng tôi không thắng, nhưng tôi rất tự hào với đội tuyển này, Philip chia sẻ. Thi đấu với sự tự tin và tự hào, thủ môn sinh năm 92 này sẽ tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy ở tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ Asian Cup 2022. Tuyển Việt Nam có chiến đấu để giành chiến thắng. Có rất nhiều điều để hy vọng ở đội tuyển Việt Nam sau những gì họ đã thể hiện trong trận đấu ra quân Asian Cup 2023. Đây là một tập thể hướng đến chiến thắng và có cơ sở để làm được điều này. Trong một video về buổi họp nội bộ đội tuyển Việt Nam, khá thú vị khi mà trên tấm bảng trắng phía sau ông Chelsea là quốc kỳ Việt Nam được vẽ bằng bút đỏ với dòng chữ "Bác bảo thắng là thắng". Theo tiết lộ từ nhà báo Chí Công, chiến lược gia người Pháp rất tâm đắc với câu nói được trích từ sáng tháng 5 của nhà thơ Tố Hữu để thường xuyên sử dụng nó nhằm kích thích ý chí chiến đấu của các học trò. Như ông nói là những chiến binh sao vàng phải chơi với tinh thần Việt Nam và có được niềm tin mạnh rằng họ phải chiến đấu để thắng, không phải là để thua. Tại trận đấu với Nhật Bản, tất cả đẩy một đội bóng rực cháy lửa quyết tâm. Họ không sợ hãi khi phải đương đầu với đội bóng tầm cỡ thế giới, cũng không mất tinh thần vì bàn thua sớm. Đúng với những gì ông Chu Siêu mong muốn, Đinh Bắc Tuấn Hải cùng đồng đội đã không bỏ lỡ, không ngừng sáng tạo, không ngừng mạo hiểm. Tuy nhiên ở một đấu trường tầm cỡ như là Asian Cup, tinh thần chưa bao giờ là đủ. Để tạo ra hai bàn thắng và những phút khiến người hâm mộ nức lòng, chúng ta sẽ phải có nền tảng kỹ chiến thuật cùng một kế hoạch tốt. Trên sân Antumama, đội tuyển Việt Nam triển khai sơ đồ 4-5-1 với mục đích làm hẹp không gian ở khu trung tâm, ép Nhật Bản phải dạt biên nơi có những khối phòng thủ chặt chẽ chờ sẵn. Những cầu thủ chuyền đầu cũng được hoạt động tích cực nhằm ngăn đối thủ triển khai bóng từ tuyến dưới. Kết quả, chúng ta kiềm chế đối thủ khá tốt, đồng thời cũng rất thoải mái khi có bóng, tự tin phối hợp và đưa quả bóng về phía trước. Trong 90 phút, Nhật chỉ cầm bóng 58%, tung ra 15 cú sút, ít hơn so với 6 trận đấu trước đó. Còn Việt Nam có được 2 bàn từ 6 pha dứt điểm. Hai bàn thắng này rất quan trọng trong cuộc cạnh tranh vào top 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cần lưu ý là dù một trận đấu hay xong, đội tuyển Việt Nam không có điểm ngày ra quân, mục tiêu chính của thầy Chelsea vẫn là kiếm điểm trong 2 trận đấu còn lại, đặc biệt là trận derby Đông Nam Á với Indo. Ngày 15 tháng 1 này, những cầu thủ đá chính trong trận đấu gặp Nhật Bản được phép nghỉ ngơi. Trên sân An Royan, hai buổi tập được tiến hành bởi phần còn lại, gồm Quang Hải, Văn Thanh và Văn Toàn. Khá bất ngờ khi những gương mặt vốn được coi là trụ cột và giàu kinh nghiệm đã không được trưng dụng ở trận đấu ra quân. Thay vào đó là những cầu thủ trẻ tạo nên một đội tuyển rất mới. Mặc dù vậy, triết lý của Chelsea không có khái niệm là cầu thủ dự bị, tất cả đều có vai trò quan trọng ở những thời điểm khác nhau. Vì vậy mà đừng ngạc nhiên nếu như ở trận đấu gặp Indo sẽ là cách tiếp cận khác với các cầu thủ khác trong trận. Điểm tích cực dễ nhận ra là Việt Nam đã thích ứng tốt với triết lý chơi bóng và chủ động, đề cao kiểm soát bóng của huấn luyện viên Chelsea. Các cầu thủ trở thành một khối đồng bộ từ di chuyển đến phối hợp.
từ phòng ngự tới tấn công. 90 phút đầy cảm xúc trước Nhật cũng củng cố niềm tin của họ rằng phương pháp của chiến lược gia người Pháp thực sự hiệu quả, có thể trở thành chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu mà là điều tuyệt vời nhất thu lại sau trận đấu mở màn, khiến những trận đấu tiếp theo rất đáng được chờ đợi. Thầy trò Chausseur bắt giò Indonesia. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chausseur khuyến khích các tuyển thủ Việt Nam theo dõi qua TV trận đấu giữa Indo và Iraq để hiểu rõ hơn về đối thủ. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh cuộc đụng độ ngày 19 tháng 1 này có quyết định đến việc đi hay tiếp hay không. Đội tuyển Indonesia đêm ngày 15 tháng 1 đã tiếp tục thua Iraq 1-3 ở vòng chung kết Asian Cup. Thực tế là các học trò của Sinteyong đã chơi hay, đặc biệt là trong hiệp 1 khi san bằng 1-1, nhưng sai lầm ngớ ngẩn của các hậu vệ khiến họ phải trả giá. Ở lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái thì Indo từng thua đậm chủ nhà Iraq 1-5. Còn hiện tại thì sau vòng ra quân Asian Cup bảng D, đội tuyển Indo xếp cuối trong khi Nhật Bản giữ ngôi đầu, Iraq thứ 2, Việt Nam có vị trí thứ 3. Chausseur sau trận đấu mở màn thua Nhật Bản cho biết trận cầu với Indo ngày 19 tháng 1 mới có tính quyết định đến cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam. Ông thầy người Pháp tính toán là các học trò có thể chỉ thắng một trận trước Indo và nỗ lực có điểm lượt cuối thì khả năng đi tiếp vào vòng knockout là rất cao. Ông thầy 68 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi đã thua Nhật Bản nhưng tôi muốn toàn đội nhìn nhận những điều tích cực đã làm được, tiếp tục cải thiện cho tương lai. Họ cần phải giữ gìn sự tự tin tích cực này để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai gặp Indonesia. Ai cũng hiểu rằng đó mới là trận đấu then chốt, quyết định nhiều đến việc đội tuyển Việt Nam có đi tiếp được hay không. Do là vừa trải qua hoạt động với cường độ cao trong trận đấu ra quân gặp Nhật Bản, nên Chausseur ở buổi tập mới nhất tại Qatar đã chia lực lượng đội tuyển làm hai nhóm. Theo VFF, nhóm thi đấu với Nhật chỉ tập gym và xông hơi hồi phục tại khách sạn. Nhóm còn lại ra sân rèn thêm các bài tập chiến thuật và củng cố nền tảng thể lực. Huấn luyện viên Chausseur rất hoạt bát trên sân tập, ông hoạt động không ngơi nghỉ để thúc đẩy các học trò và sẵn sàng tạm dừng các tình huống nhằm phân tích cho các cầu thủ hiểu rõ hơn về ý tưởng của mình. Mặc dù buổi tập trên sân chỉ có mặt một nửa lực lượng, nhưng sự nghiêm khắc và biểu hiện đầy sức chiến đấu của ông Chausseur luôn tạo ra bầu không khí đầy cạnh tranh. Các cầu thủ tập trung và nỗ lực hết sức thì mới có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình. Ông Chausseur đang cố gắng đảm bảo được lực lượng tốt nhất cho đội tuyển. Ông không đóng khung một đội hình cho tất cả các trận đấu mà là lựa chọn những nhân tố phù hợp nhất cho từng đối thủ. Do vậy, việc đưa ra yêu cầu cao cho các buổi tập cũng là để đảm bảo tất cả các cầu thủ đều ở trạng thái sẵn sàng cả về tinh thần, thể lực và chuyên môn." Tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Trường cho hay, trận đấu tới với Indo ngày 19 tháng 1 sẽ rất gay cấn do hai đội quá hiểu nhau qua nhiều lần đối đầu. Bên cạnh đó, vì nằm chung bảng với hai đối thủ rất mạnh là Iraq và Nhật Bản, nên kết quả cuộc đấu trên sân Dubai có thể quyết định khả năng đi tiếp vào vòng 1-8. Việt Nam chắc chắn phải thắng Indo để nắm giữ được cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Văn Trường hạ quyết tâm. Tại trận ra quân, Văn Trường vào sân từ phút 64 thay cho Đình Bắc, đánh dấu lần ra sân chính thức đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Chia sẻ cảm xúc của dấu mốc đặc biệt này, tiền đạo sinh năm 2003 nói: "Khi vào sân thi đấu gặp Nhật Bản, thực sự tôi rất hạnh phúc. Sau trận đấu này, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn để có được cơ hội đóng góp cho đội tuyển nhiều hơn. Điều mà tôi học hỏi nhiều nhất qua trận đấu vừa qua chính là bản lĩnh thi đấu."